chạy vô chỗ nội, vô chỗ bà ngoại đi, chạy vô bà ngoại, chạy vô bà ngoại, chạy vô. Cô ấy quay chạy nha. Hỏi hòn đá nhỏ, con đường nào dẫn đến một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giặt áo, và con đò và câu hò theo nước trôi xuôi. Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê trời hanh nắng ruộng khô cằn sỏi đá, đợi mưa về cho lúa đơm màu. Ơ quê mình giờ đây, con sông xưa thuyền có suối ngược. Ơ tiếng ru ngọt môi.
hỏi mình khẽ khẽ, con đường nào dẫn đến những ngày xưa. Ngày xưa đó mẹ ra đứng cười rung làn tóc trắng, che cuối làng cầu sau vườn theo gió đông đưa. Buổi sáng hoài mây trời đi hoài có rõ, con đường nào dẫn đến một ngày vui. Ngày vui đó bầy chim sáo dù nhau về xây tổ, mưa sẽ về cho đá đơm màu. Con đường nào dẫn đến một dòng sông mà em vẫn thường ra ngồi giạt náo, và câu hò theo nước trôi xuôi. Buổi sáng ngồi trên rừng hỏi ngàn lá đổ, con đường nào dẫn đến một miền quê trời hanh nắng ruộng khô cằn sỏi đá, đợi mưa về cho lúa đơm bầu. Con bị gãy là cho con tiền chồng nó dễ.
Cha mày ra. Dạ, nói đi. Cái vụ đó này nhiều lắm á ông à. À vụ đó về đây kiếm xí đỉnh rồi chứ ở đâu hoài sao kiếm được. Này nhiều lắm á, ông thấy Việt Kiều nó về đây không, nó đinh lần hai ba em không à, không cứ xài đồ cổ miết sao được Hùng, không xài đồ cổ quá thôi chứ sao được. Bà là xác nào mà em thích bà nào cũng như bà đó à? Không biết chừng nào về, cứ nói về hoài, không thấy đâu hết trời. Về ta đi nhậu một bữa coi, xem sao.